Okay, that's good. Mến chào các cụ nợ. Các cụ nợ hôm nay khỏe không? Yes, good morning. Hôm nay các anh chị khỏe không nè? Khỏe hả? Khỏe dữ không? Khỏe dữ không? Cục vàng hả? Trời đất ơi. Cục vàng. Thì cục vàng đèn. Muốn cục gì cũng được hết trơn á. Muốn cục gì cũng được hết trơn á. Where are you living, Kelly Lee? Where are you living? Yeah, it's getting hot. It's getting hotter. Vietnam? What part of Vietnam? North Vietnam, South Vietnam, or middle? Ho Chi Minh City, hả? Sao hả? Ho Chi Minh City is hot now? Nóng quá hả? Thiệt hả? Mới vô tháng 4 mà. Tháng 4 mà. Extremely hot. Mới vô tháng 4 mà. 32 degree là bao nhiêu? Là bao nhiêu census là bao nhiêu? Oh my god, 45 là nóng dữ lắm á. Khi mà con nít đó mà nó nóng khoảng 42 là nó bị làm kinh phải không? Phải không? Nó làm kinh phải không? 45 là các anh chị giật giật rồi. Phải không? Yeah, 45 là nóng dữ lắm á. Yes. Nếu mà 45 là cả Sài Gòn đều giật giật. Anh xạo quá đi. Okay. 45 là ai ra đường cũng giật giật hết trơn. Thiệt mà. Nói chứ bên Mỹ này đó, ở nhất là ở Texas chỗ Tiểu My nào. Vào tháng 8, nhất là tháng 7, tháng 8 á. Các anh chị có tưởng tượng nó lên tới 110 không? 110 census đó. 110 là bao nhiêu độ? Là bao nhiêu độ C? Yeah, nó lên tới 100 mấy luôn á. Yeah. Oh, I mean Fahrenheit, right? Yeah. Độ F chứ, sorry, không phải census. Là bao nhiêu độ C? Yeah, thì tiếng Mỹ nói đúng rồi. Yeah, là bao nhiêu độ C? Google đi. Cũng khoảng 40 mấy phải không? Yeah, 40 mấy là nóng nhất nước Mỹ á. Nóng nhất nước Mỹ á. Và mùa đông đó, mấy người lớn tuổi đó, mấy người lớn tuổi đó, thường thường họ bị chết, chị nóng quá đó. Có nhiều, bởi vì lúc mà trời mà nóng quá, chính phủ sẽ phát quạt máy cho những người nghèo. Dạ khoảng khoảng giờ 47 nóng dữ lắm á, nhưng mà đỡ một cái là bên này ở trong nhà cũng có máy lạnh, đi ra đường lên xe cũng có máy lạnh, thành ra vô shopping hay là vô công công ty cũng có máy lạnh, nghĩa là đi tới chỗ nào cũng có máy lạnh hết trơn á, không có ai đi bộ ngoài đường hết trơn á. Tối lại còn có mũi chích nữa hả? Đâu ai đi bộ ngoài đường á, đi bộ ngoài đường tao tưởng mình điên. Mỹ đen bắt chết, Mỹ đen bắt chết á. Đi bộ ngoài đường Mỹ đen bắt. Okay, let's hôm nay mình học gì các anh chị? What we learn today? Let's see, chưa có mở bài nữa. Yeah, mình học tiếp cái bài adjective, phải không các anh chị? Mình học 4 phần rồi, còn phần cuối cùng, right?
Còn phần cuối cùng, cái gì nữa đây? Yes, nó là table two, nó là this. Ok, bữa nay mình học cái phần cuối cùng. The last part of adjective. Lúc nào cũng vậy. Cái computer của chị mình bị virus này. Forms of adjective. Mình dịch sao ta? Oh my. Thế mình nghĩ I think I miss one. Okay. Lúc xong bài thiếu một phần. Okay, using the right adjective is easy if you know the rules. And most adjectives have three forms: positive, comparative, and sorry, Kenji. Superlative. Phải không Kenji? Thường thường mình nếu mà mình nói về adjective thì thường thường mình nói trong trong ba cách, phải không? Cách thứ nhất là mình gọi là positive. Positive nghĩa là mình nói bình thường thôi, không có so sánh với cái gì hết trơn á. Là comparative, mình gọi là so sánh hơn, right? And superlative, superlative là so sánh nhất. Nói bình thường là sao? Là mình không có so sánh cái gì với cái gì hết trơn á. Thí dụ if I hand you a hot plate, nếu mà tôi đưa cho bạn một cái dĩa nóng, okay, chỉ nói là cái dĩa nóng thôi, không có nói là nóng cỡ nào, nóng làm sao, chỉ nói là tôi đưa cho bạn một cái dĩa nóng thôi. Khi đó là mình nói theo cái cách mình gọi nó là positive form. Cách thứ hai, if I hand you a harder blade, a harder day, harder day có nghĩa là mình so sánh cái dĩa này với cái dĩa kia, cái dĩa kia nó nguội hơn cái dĩa này, phải không? Thành ra mình so sánh cái gì đó với một cái gì đó thì cái cách này mình gọi nó là comparative. Okay. Và cái cách thứ ba là superlative. If I hand you a hot display. Hot display là so sánh, mình gọi nó là so sánh nhất. Nếu mà tôi đưa bạn một cái dĩa nóng nhất, nghĩa là cái dĩa này đó nó nóng hơn mấy cái dĩa kia. Thế đó là cách thứ ba. So in the first one, the adjective hot describes the positive state of the play. And cannot one with about I'm sorry, can't you? Cannot one with about hot how the plate compare in the temperature with other hot plates, right? And in the second state or in the second one, the comparative form, however, the adjective want to show that this thing
thing has more auditory express than other things. I mean, other place, right? So the adjective has a comparative form to express this condition. If I hand you a hard plate, you start to worry about taking hold with a hot pad or a glove, right? And in the last one, the superlative form, the adjective stick is neck out. The unity soap, let me answer this. Okay, in this case, the adjective you is superlative stave, right? So you would properly refuse to pick up the hottest blade. Khi mà họ nói cái câu thứ ba đó, thì mình chắc chắn là mình phải từ chối để cầm cái dĩa, phải không? Ok, đó là ba cái form của adjective: positive, comparative and superlative. Bây giờ mình đi vô sau chi tiết chút xíu nha. Ok, okay, this is a long definition for the bữa nay mình học về okay, let me repost this then. Mình học cái phần cuối cùng của cái bài adjective. Okay. Forms of adjective. Form mình gọi là gì ta? Mình dịch là gì ta? Cái này các anh chị dịch sao vậy? Hả? Cái thể hả? Cái hình thức bây giờ, cái hình thức của adjective nó có ba cách, các dạng hay cái hình thức, đúng rồi, có ba dạng. Positive là chỉ nói bình thường thôi, không có so sánh với cái gì hết trơn. Comparative là nói so sánh cái này với cái kia. Và superlative là so sánh nhất. Ok, rồi bây giờ mình đi vô sâu chi tiết một chút xíu. And this is a long definition. Tiếng Anh mà có dịch mà nó nghe dở dở, các anh chị cứ dịch nha. Hay có chỉ có thể dịch lại. Sao mỗi lần một post nó là nó bị cái này vậy ta? Đây mình nhấn mày nè. Okay, the positive form is regular form. It describes a noun or a pronoun without comparing it to anyone or anything else. It doesn't care about how this particular person or thing stack up against other members of the same noun class, and use it when you're talking about one thing without comparing with anyone or anything. cái hình thức này á thì là một cái hình thức thường thôi, nghĩa là tiếng Mỹ cắt nghĩa là nó không có so sánh với cái gì hết trơn. Cái diễn tả một danh từ hay là một đại danh từ mà không có cần so sánh nói với bất cứ người nào hay là bất cứ một cái sự việc, sự vật nào khác, và nó cũng không có không có kia là không có nói về bất cứ một cái người nào đặc biệt hay một cái sự việc nào đặc biệt, mà nó so sánh với một cái khác. Dịch đại trả như vậy đi, một cái khác giống như là một cái noun hay là một cái pronoun khác, đại khái dịch vậy đó.
Mình thường thường mình dùng cái thể này đó khi mà mình nói về một cái sự sự việc gì đó mà không có cần compare với một cái người nào hay là một cái sự việc nào khác. Cho thí dụ nha. Let's see. Thí dụ, Joy sport walking shoes are strong and comfortable. Joy sport là cái đôi giày thể thao mà hiệu Joy á, giống như là Nike vậy đó, okay. Hay là Adidas, cái như vậy. Thì nó đi là một cái đôi giày đi bộ á, đôi giày đi á, bộ á, thì nó rất là chắc và nó rất là comfortable. Comfortable là thoải mái hả? Thoải mái cái gì vậy? Dạ thoải mái. Ok. Mến chào nhóc thi biến mới vào nha. Ok, so cái thể này nó rất là dễ. Mình nói ra một câu thường thường là mình nói ở cái thể mà positive form, nói bình thường thôi. Okay. Mình mention một cái vấn đề nào đó một cách bình thường, không có so sánh với người nào hay với cái sự việc sự vật nào khác hết trơn. Now, là cái này mình không cần mention gì nhiều, nó rất là dễ hiểu. Bây giờ qua tới cái thể thứ hai là comparative. Comparative form thường thường mình có những cái chữ ir more or less ở phía sau hay là ở phía trước. More less thường thường ở phía trước, ir ở phía sau. Comparing two things or persons, generally the ending ir for the comparative is added to one syllable adjective. Giờ mình nói cái ir trước. Và cái này các anh chị nhớ nha, cái thể này đó thì nó thường thường nó compare với hai, okay, với hai, two things or to person. Nhớ nha, compare giữa hai, ở hai sự vật, hai sự việc hay là hai người nào đó, thí dụ như vậy, nhớ nha, hai. Và thường thường mình thêm cái ER ở phía sau một cái tính từ có một cái syllable mà thôi, là một âm mà thôi. Thế, anh chị biết syllable là gì rồi chứ gì? Thí dụ như là talk, thế là một âm, right? Hay là, nói về tính từ nha, pretty là hai âm. Okay, pretty. Tall là one, pretty là two. Hay là beautiful. Okay. Là ba. Beautiful là ba. So thường thường mình thêm mình thêm cái er ở phía sau những tính từ có một âm mà thôi. Thí dụ như là tall thì mình sẽ nói là taller. Okay. Cho thí dụ cái đó để từ từ, để từ từ tụi mình mới cắt nghĩa cái một cái âm tiết thôi, cái âm tiết thôi nha, angry tiger. Ok, thí dụ tall thì mình nói cao hơn á, thì mình chỉ sẽ thêm cái er phía sau, taller. His brother is taller than he or him, các anh chị. Thì mình cố tình để ngay chỗ này.
Then he ordered him. Then he. Okay. Then he. Tại làm sao he? Yeah, cả hai đều là pronoun hết. Okay. Nhưng mà một cái là subject pronoun and một cái là object. I mean subjective pronoun and một cái là objective pronoun. Có nghĩa là một cái đó, chữ he đó là chủ từ đại danh từ. Chủ từ đại danh từ thường thường nó đứng trước động từ. Còn him nó là objective pronoun, là thúc từ đại danh từ. Thúc từ đại danh từ thường thường nó đứng sau động từ. Okay. Right. Thành ra ở đây á, nó sẽ là he. Tại làm sao? Tại vì bây giờ mình viết nó thành một câu nè. Okay. His brother is taller than cái câu này than he is, right? He is. Đâu có nói là than him is đâu. Phải không anh chị? Nếu mà viết rõ ra đó thì mình phải viết nó như vậy. Cái thứ nhất đó là cái than ở đây nó là conjunction. Conjunction. Conjunction là gì các anh chị? Là một cái tiếng nói, một cái mệnh đề này với một cái mệnh đề khác. Phải không nào? Phải. Hay là nói một cái chữ này với một cái chữ khác. Ở đây là mình phải nói là nó nói một cái mệnh đề này với một cái mệnh đề khác. Phải không? Thành ở phía sau, chữ than nó là một cái mệnh đề. Đó là một cái clause. Tại phía trước nó là một cái clause thì phía sau nó cũng phải là một cái clause. Và một cái clause có nghĩa là những cái cụm từ nó có cái động từ ở trong đó. Anh chị hiểu rồi phải không? Nên khi mình viết rõ ra thì các anh chị thấy ở phía sau nó phải là một cái mệnh đề. Ok. Yeah, chưa chưa nói tới. Các anh chị hiểu cái này rồi phải không? Chữ đen đây là tiếng conjunction. Conjunction dịch là gì ta? Conjunction dịch là liên từ. Ok. Liên từ là một cái tiếng, một cái chữ để nói một mệnh đề này với một cái mệnh đề khác. Ok. Thành ra nó nói cái câu thứ nhất với cái câu thứ hai. Và cái câu thứ nhất là một cái clause, là những cái chữ, những cái cụm từ mà nó có động từ trong đó. Thì câu thứ hai nó cũng phải có động từ trong đó. Thành ra khi mà mình nói là his brother is taller than him is là sai rồi, phải không? Phải không cái chị? Cái him nó là túc từ đại danh từ, nó phải đứng sau cái động từ. Nó không thể nào nó đứng trước cái động từ hết. Thành ra đây bắt buộc mình phải dùng chữ his. Okay. Và trong một cái câu tiếng Mỹ, trong một cái cách nói, trong cái tiếng Anh đó, người ta kỹ nhất là cái vấn đề lặp lại. Okay. Không cần lặp lại. Tại vì cái động từ to be nó đã có nằm ở phía trước rồi. Thành ra cái ở phía sau mình không cần lặp lại. Thành ra mình sẽ nói là his brother is taller than he. Mình không cần nói he, thì dĩ nhiên phải là he is rồi. Phải không? Các chị hiểu điều này rồi phải không? Đó là hai cái cách chứng minh. Tại sao đây là than he chứ không phải là than him. Right? Ok, trở lại bài. Các anh chị hiểu rõ rồi phải không? Chuyện này chứng minh cho các anh chị rồi phải không? Tại sao nó là he chứ không phải là him? Ok. Một thí dụ khác nha. Anh đã mình dùng er sau một cái tính từ, tính từ mà có một âm mà thôi. Ok. Thí dụ câu này.
Chị coi câu này. Big, bigger. That table is bigger than this. Anh chị thấy không? Họ không có cần lặp lại cái chữ this table. See? Chỉ cần biết than this là được rồi. Right? Có nghĩa là this table. And mình sẽ thêm er với cái tỉnh từ có một âm tiếp. Có nghĩa là one syllable. Right? Okay, next one. Mình đang nói về cái comparator of nha các anh chị. Shoot, close this. The comparator is used with two elements and make sure to complete every comparison and always make clear what the first element is being compared, I mean compared with. The conjunction then often signals the second element being compared. Thường thường đó, cái thể mà so sánh này á, thì nó được dùng để được dùng với hai cái yếu tố, ok, và nó phải chắc chắn, phải được khó dịch quá đi, phải được phải được cái chi dịch đi đèn. Và nó luôn luôn phải rõ ràng cái yếu tố thứ nhất compare thế nào với cái yếu tố thứ hai, phải như vậy đi. And cái liên từ than đó thì thường thường nó cho mình biết cái yếu tố thứ hai mà nó được so sánh, ok. Có nghĩa là khi mà mình compare hai sự việc, mình phải nói rõ ra cái nào hơn cái nào. Đó, ý của nó nói như vậy, thì mình chỉ nói vắn tắt thôi. Khi mà mình compare hai cái sự việc, mình phải nói rõ ra cái nào nó hơn cái nào. Okay. Hay là cái sự việc gì nó hơn cái sự việc gì. Thí dụ như câu này. Slow this one. Dry apples are more nutrition per pound than fresh apples. Một cân trái táo khô đấy thì nó more nutritious. I'm sorry, không phải nutrition, nutritious. Yeah, nó có nhiều dinh dưỡng hơn là một cân trái táo tươi. Thế okay. Táo tươi, dạ. Tại sao vậy các anh chị hả? Tại sao vậy, anh chị biết tại sao không hả? Yeah, tại táo nó nhiều hơn. Cái táo mà mình đã làm cho khô đó thì có ăn chút xíu thôi, okay. Chừng một ounce là nhiều. Còn cái này đến một pound lẫn là cả chục trái táo ở trong đó, phải không? Yeah. Khi say khô, that's a good explaining. Giang ôm nói chắc nói đúng nhất đó. Dĩ nhiên mình ăn một pound táo thì nó nhiều 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 sinh tố hơn một trái táo, phải không? Tuy nhiên các nghĩa theo Giang ôm là good đó. Đúng là gọi là đúng là gì đó, y học, ok, các nghĩa đúng y học. Yeah,
chắc như vậy đó. Ok, anyway, thank you. Thành ra các anh chị thấy không? Khi mà so sánh phải nói rõ ràng ra như vậy. Thế là câu này. I don't know. Thường thường người ta nói cái gì mình nên tin hay là mình không nên tin các anh chị? Hả? Theo các anh chị nghĩ, người ta nói cái gì mình nên tin hay là không nên tin? Hả? Hả? Không nên tin hả? Thế mình nghĩ là mình nên tin. Ok. Mình nên tin. Nhưng mà còn làm hay không lại là chuyện khác. Đồng ý không nào? Thế. Yeah, any tiger you read my mind. Phải không các anh chị? Ai nói gì cứ tin đi, kệ nó, cho người ta nói láo cũng được nữa, nói dối cũng được nữa, mình cứ tin đi. Nhưng mà còn làm hay không lại là chuyện khác. Phải không nào? Đấy. Tại sao vậy? Tại mình tin cho người ta khoái đúng không? Tại mình tin cho người ta khoái trước đi, ok. Cái đó là mình lịch sự, lịch sự. Nhưng mà làm hay không lại chỉ là chuyện khác, ok. Không, cái này thiệt á. Giờ cho thí dụ nè, tại sao mình nên tin hơn là không nên tin. Thí dụ như không biết các anh chị đạo Công giáo hay đạo Phật gì không cần biết. Thí dụ như nói là ồ, tận thế sắp tới rồi. Tôi thấy tôi nằm mơ tôi thấy ông Phật hiện ra nói với tôi như vậy. Hay là tôi nằm mơ tôi thấy Chúa hiện ra nói với tôi như vậy. Ok. Các anh chị nên tin hay là không tin? Hả? Hả? Người ta nói như vậy đó. Các anh chị nên tin hay là không tin? Hả? Tin. Ok, mình nên tin. Tại vì tin nó cũng tốt hơn. Là tại sao? Là tại vì mình cứ tin là tận thế gần tới rồi, nên là mình phải ăn năn sám hối, mình phải trở thành good people, right? Phải không nè? Phải không? Đồng ý không nè? Right? Phải không nè? Thấy không, mình thiếu nợ ai mình trả nợ, hay là ai cần gì giúp mình cứ giúp đỡ hết, ok. Tại vì tận thế tới nơi rồi, giữ tiền chi cho nó nhiều, phải không? Mình nên tin thế, okay. Khá như vậy. Không ăn năn sám hối thì lo giúp đỡ người ta, phải không? Đấy, giỡn hoài gần tận thế đi, ăn chơi thả ga rồi xuống địa ngục, xuống quả ngục, ok. Nói chơi, ok, chia sẻ các anh chị thôi, ok, tùy theo mỗi người nghĩ khác nhau. Ok, now this one, the metropolitan areas is much bigger now than it was 5 years ago. Cho các anh chị sẽ thấy cái chữ bigger, ok, bigger thì lớn hơn nó 5 năm về trước. Khi mình so sánh mình phải nói rõ ra. Ok, thí dụ câu này. Thôi, stop right there please. The comparative may be implied by the context. Nghĩa là gì? Mình context nghĩa là gì? Là cái now class á, những cái điều gì mà mình mention phía trước á, mình phải hiểu ngầm nó như vậy. Imply là hiểu, giống như là hiểu ngầm vậy á. She brought two papers and the instructor gave her a better rate on the second. Second gì? Cô ta viết hai trang giấy. Yeah, second paper. Các anh chị thấy không? Trong một câu đó, người ta không không có thích lặp lại cái gì mà mình đã mention tới rồi. Mình phải hiểu ngầm đó là second paper. Đó phải second floor đó.
mình phải hiểu ngầm ở phía trước nó là people's, ok? Thành ra không có cần lặp lại cái people một lần nữa. Cô ta viết hai trang và cái người giáo sư đó thì cho cô ta cái điểm tốt ở trang thứ hai, ok? On the second page. Ok, đó là comparative. Bây giờ mình qua cái thứ ba là superlative. Superlative. So sánh nhất. Cái so sánh nhất này nó hơi rắc rối chút xíu. Superlative form EST. Khi mà mình nói là so sánh nhất, thường thường nó là chữ EST, là the most. Comparing three or more things or persons. Generally, the ending EST for the superlative is added to one syllable adjective and yield the rather than or A or N with the superlative. I'm sorry. Có nghĩa là gì? Thường thường đó, với một cái tỉnh từ mà một âm đó, mà so sánh nhất đó, thì mình dùng cái EST. Và thường thường đứng trước nó là mạo từ A, N hay là the cho cái superlative. Ví dụ nha, này mình mới nói về một âm thôi. Fastest. Michael is the fastest one. I mean, fastest of the three runners. Michael là cái người mà nhanh nhất của trong ba người mà chạy đó. So mình sẽ dùng chữ mở từ the ở đây, tại nó xác định who is it, Michael. Who is he chứ, không phải who is it. Who is, yeah, who is it cũng được. Hay là câu này. Tall. Tallest. Michelle is the tallest girl of all in this room. Michelle, cô Michelle là cô gái mà cao nhất tất cả những cô gái trong cái room này, trong cái phòng này. Thấy như vậy. All the two syllable adjectives, longer adjective, we use more or less for the comparative and most or less for the superlative. Có nghĩa là gì? Những cái tính từ mà nó có hai âm hoặc là những cái tính từ dài thì mình sẽ dùng chữ more or less cho comparative. Nghĩa là so sánh hơn thì mình dùng more or less. Còn so sánh nhất ấy, thì mình dùng most or less. Okay? The most or the less. Thường thường mình có cái mẫu từ đó. Thí dụ. Handsome. More or less handsome. Hay là most or less handsome. Đẹp trai nhiều hơn, đẹp trai ít hơn, đẹp trai nhất hay là đẹp hay là xấu nhất, phải không? Đẹp trai ít mình gọi là xấu nhất cho rồi đi. Tại vì mình nói là less handsome, mình nói là xấu nhất, phải không các anh chị? Phải không?
Okay, next one. So những cái tĩnh từ dài hay là tĩnh từ có hai âm thì mình sẽ dùng more or less hay là most or less, okay? Hay là cái này. Đó là hai âm không? Bây giờ ba âm. Fortunate. More or less fortunate hay là most or less fortunate. Ba âm. Em cái này. Hồi nãy ai nói cái chữ gì mà pretty đó. Những cái tính từ mà cuối cùng bằng chữ y. Okay, các anh chị nó đặc biệt cái chỗ này. Okay, someone calling me. Let's see, who is it? Nở đôi. Giấu điện thoại. Nhét điện thoại xuống gối rồi. Okay, rồi còn cái này nha. The adjective with two syllables with stress on the first one sometimes take er and est if the base word ends with in y. Don't forget to change the y to I when at the comparative or superlative ending. Có nghĩa là gì? Những cái tĩnh từ á, mà nó cuối cùng bằng chữ y mà nó nhấn ở cái âm đầu tiên, các anh chị nhớ điều này nhé, âm đầu tiên, okay, thì mình bắt buộc mình phải đổi chữ y thành chữ i rồi mình mới thêm er hay là est, okay. Thí dụ thành ra ở đây các anh chị thấy không, nói là hai âm, tại sao mình không nói là thí dụ như cái tĩnh từ này mình không nói là more pretty hay là more lucky, nó là hai âm phải không các anh chị, right? Nhưng mà tại vì nó nhấn cái âm đầu tiên thành ra mình treat it as of one syllable, có nghĩa là tại vì nó nhấn âm đầu thành ra mình coi nó chỉ là một âm mà thôi. Đây là cái lượt, okay. Lucky, những âm đầu phải không các anh chị? Mình đâu có nói là lực ký đó, right? Khi nào mình nói là lực ký đó thì mình mới để chữ more, right? Cho nên lucky và đặc biệt cuối cùng bằng chữ y nữa, okay. Hay là pretty, right? Pretty, mình đâu có nói là pretty đó, thấy không? Thành ra trước nhất là mình phải bỏ chữ y rồi mình thấy bằng chữ i. Then add the er or est. Chị nhớ điều này nha. Mặc dù nó có hai âm. Khi mà trường hợp khác nữa. Chắc close cái này luôn cho vội. For some two-syllable adjectives, the comparative can be formed in both ways, such as able, angry, level, common, cruel, friendly, gentle, handsome, narrow, polite, and quiet. Thì những cái này đó, thường thường á, mình có thể mình thêm er hoặc là mình thêm chữ more or chữ most cũng được. Ok. Thí dụ. Thí dụ như tính từ này. Friendly đi. Friendly. Friendly, mình có thể mình nói friendlier hay là friendliest cũng được.
Tại vì nó nhấn âm đầu, phải không các chị? Friendly. Hoặc là mình nói more friendly hay là less friendly, hay là most friendly hay là less friendly đều được hết. Đặc biệt những cái chữ này mình nên nhớ: more handsome, less handsome, phải không? Thế như vậy. Hay là tính từ này little, đóng rồi mà. Ok, little, mình có thể mình nói less little hay là less little hay là little little hay là little less. Ok. Hello turtle, turtle. Ok, câu này hay nè. Cái điều này hay nè. Trời quá đất luôn ha, trà hoa hoài không hết. Ok, now never use the R or EST at the same time you use more or most. Các chị thấy cái more shorter, không ai nói no, more shorter hay là most alertest. Nói cái này nghe funny phải không các chị? Thấy không? Nói này nghe funny. Một là ER hay là more, hay là EST hay là most, không có được dùng chung với nhau. Ok. Ý sao năm nay em năm nay bị flu rồi, cái sao bị ho luôn, tới giờ luôn. Chán thì thôi á. Ok, cái này mình cũng phải cần biết. Ok các anh chị, thì mình chỉ mention ra hết thôi chứ còn không có luật lệ gì hết trơn á. Bắt buộc mình phải nhớ nha các anh chị, chứ không có luật lệ gì hết trơn á. Ví dụ như này: incomparable adjective, tính từ không có thể so sánh hơn, so sánh nhất gì hết trơn á. Những cái chữ này some adjective cannot be compared because the positive seamless form expresses the only degree possible. Ví dụ như là perfect skin là nó hoàn toàn rồi, mình không có nói là hoàn toàn hơn, hoàn toàn nhất. Mình có thể mình nói tiếng Việt mình có nói cái đó. Cô ta thì đẹp hoàn toàn hơn là cô kia, đã có như vậy. Không có vấn đề mà hoàn toàn, mà hoàn toàn hơn. Unique feature, universal bad. Wrong là sai. Ví dụ nói cái người này sai hơn người kia, không có nói gì vậy. Final, vertical, right and left. Những chữ này thì mình không được so sánh hơn, so sánh nhất gì hết trơn. Anyway, when it does, consult a dictionary then. Khi mà các anh chị nghi ngờ đó, không có biết đó, thì mình nên lập từ điển, chứ nó không có luật lệ gì hết trơn. Okay. Rồi, có một vài cái tính từ đặc biệt.
comparative and superlative in compound adjective also take hyphens. Thường thường tính từ ghép á, mình nên để cái gạch ở giữa cho người ta biết đó nguyên cái root nó là tính từ. Ok. Ví dụ. A sort of term loan. cái loan mà trả ngắn hạn á, giống như là car loan vậy, trả ngắn hạn, trả 3-4 năm. However, a conjunction with most is not hyphenate. Nhưng mà với cái chữ most thì không cần cái gạch chính giữa, okay, không cần cái gạch, let me capitalize. However, a conjunction with most is not hyphenated, không cần cái gạch chính giữa. Thí dụ. The most respected member. Cái người nhân viên mà được dịch nên sao các anh chị? Người nhân viên mà được được tôn trọng nhất á, và được tôn trọng nhất á, thì không cần cái gạch chính giữa. Ok, cái này nha, mấy cái này mình phải thuộc lòng nha các anh chị. Mình phải thuộc lòng chứ nó không có luật lệ gì để mình nhớ hết trơn á. Some adjectives are irregular adjectives and don't follow the rules. They change from considerably from one degree to the next. You need to study the change carefully in order to recognize them easily. Có những cái tính từ mà gọi là tính từ bất quy tắc luôn, nó giống như động từ bất quy tắc, thì nó sẽ đổi hoàn toàn khi mà mình compare, khi mà mình so sánh nhất hay là so sánh hơn. Ví dụ như là tính từ bad thì mình phải thuộc lòng. Bad là xấu. Xấu hơn nói sao các anh chị? Xấu hơn nói sao? Yeah, worse, right? Worse. Rồi xấu nhất nói sao? Để cho cũng dùng đến phiên các anh chị đi. Xấu nhất nói sao? Right. Worst, right? Một cái là worse, còn một cái là worst. Yeah, xấu nhất. Bây giờ far hay là good đi, good. Good là tốt. Tốt hơn nói sao các anh chị? Yeah, good là tốt, phải không? Giờ tốt hơn là better, right? Better. Rồi tốt nhất là nói sao? Yeah, best, okay? Best. Nhớ nha, khi mà mình nói cái nhất đó, mình phải có mẫu từ ở phía trước. The best girl hay là a best girl, nhớ có mở từ phía trước nha. Many là nhiều, nhiều nhiều hơn đó sao các anh chị? Nhiều hơn. Yeah, là more, right? Nhiều nhất, nhiều nhất là most. Okay, là most, right? Many more, most. Little. Thôi, little không được. Old. Old là cũ. Cũ hơn. Elder.
Okay. Elder. Cổ nhất là eldest. Ok, cái này nó như gì nè các anh chị? He is elder hay là older than okay. I let you choose which one is right. He is elder hay là older than I hay là than me. Yeah, he is older than me. I mean than I. Có nghĩa là than I am. Okay. Nãy khi mình cắt nghĩa tại sao than I chứ không phải là than me. Okay. Older than I am. Tại mình không muốn lặp lại cái động từ to be nữa. Thành ra mình chỉ nói là he is older than I. Còn cái này. Còn cái này. He is my okay, I'm sorry, I misspelled right there. He is my elder hay là older brother. Lặp lại. Angry Tiger copy and paste, huh? Huh? Yeah, các anh chị phải phân biệt nha. Okay. Lỗ quá. Bắt tại trận hả Turtle? Anh chị nhớ nha. My elder brother. Okay. Chứ không phải là my older brother. But he is older than me. Các anh chị phân biệt được hai cái cách dùng cái chữ elder and older. Okay. No. Elder hay older gì cũng có máu mủ hết trơn á. Phải không? Hỏi sao không phải, sao Tiểu My biết nói giờ, sao biết cách nghĩa bây giờ. That's the way they talk. That's the way people talk. That's the way we talk. Okay. Không. Hỏi Tiểu My sao Tiểu My biết trả lời. Đó là cái cách người ta nói như vậy. Giống như hôm bữa I am giống như hôm bữa ok, đợi cho mình chút xíu nha. Cái câu thí dụ hôm bữa đâu mất tiêu rồi ta, để kiếm cho các anh chị nha. Yes, right here. Give me a minute. Giống như tiếng Việt mình đó, mình có nhiều khi thí dụ như cái này. Thí dụ như câu này. He's afraid. Afraid cũng là sợ. Friend. Frightened cũng là sợ luôn. He is afraid. Nhưng mà he's a friend man. Okay, not afraid man. He's afraid có nghĩa là ông ta thì sợ, phải không? Sợ hãi. Còn ông ta là một cái người mà đáng sợ. Phải không? Đáng sợ. Right. Hỏi phân biệt hả? Thế mình không biết các nghĩa. Đó là cái cách mà mình phải nhớ mà mình nói chuyện thôi. Chứ đừng hỏi chữ mi tại sao không nói là
He's an afraid man. Nói như vậy, không ai nói như vậy hết trơn. Ok, hay câu này. Hay là câu này. The sleeping baby. Cái đứa bé nó đang buồn ngủ, phải không? Cái đứa bé nó đang buồn ngủ. Nhưng mà the baby feels asleep. Cái đứa bé cảm thấy nó buồn ngủ, chứ không phải feel sleeping. Thế. Okay. Đó là cái cách nói như vậy. Hay là câu này. I want to be alone, but a lonely house stood by itself in the hill. Tôi muốn một mình. Cái nhà một mình, phải không? Cái nhà đơn độc đứng một mình ở trên đồi, phải như vậy. Okay. Hay là câu này. Các anh chị mà muốn nhớ đó, các anh chị phải đọc thuộc lòng. Đọc hoài, đọc một câu như vậy mấy trăm lần luôn á, thì từ đó sau mình sẽ không có dùng sai. She is healed. I mean she is ill. She is ill. Mình không có nói là she is healthy. He is an unhealthy child. Đó là lấy mấy cái thí dụ cho các anh chị coi thôi. Đừng hỏi tôi mới tại sao nó như vậy. Ai biết. Hỏi là biết. Rồi tiếp tục nha các anh chị. Thành ra những cái irregular adjective bắt buộc mình phải thuộc lòng luôn. Mình phải nhớ luôn. Khi có những cái trường hợp cũng là so sánh nữa, nhưng mà mình làm cách khác. Có những cách khác. Construction wheel with comparison. Thứ nhất là AAs. Is cũng là cách so sánh. A boy of 16 is often as tall as his father. He was as white as a sheet. Cái cậu trai mà 16 tuổi thường thường nó cao như là ba của cậu ta vậy đó. Nó cao bằng ba của cậu ta. Ông ta thì, cậu ta thì trắng như là tờ giấy, phải không? Phải không các anh chị? Tờ giấy trắng. Đây cũng là cách so sánh luôn. So sánh bằng. What wrong is not as and not so a. Men's laughter is not as so bad as mother. Dịch cái này sao các anh chị? Dịch cái này sao? Manslaughter là um,
Tội ngộ sát hả? Yeah, unlawful killing. Đó là cái tội mà người ngộ sát á thì không có xấu giống như là một tên giết người. Ngộ sát là mình không có cố tình mình giết người ta đó. Okay. Okay, next one. Not A and not so rồi chấm 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 rồi A. Nghĩa là cái chính giữa cái chấm chấm là adjective. Là adjective. Thí dụ câu này. Your coffee is not as, hay là not so good as the coffee my mother makes. Okay. Thế là D and the and in chấm 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 and in. Cái chấm chấm đó sẽ là adjective. This is the oldest theater in London. Đây là cái rạp hát cũ nhất ở trong nước Anh. The and in. Hay là off and in. The off and in. Ví dụ the youngest of the family of the off was the most successful. This is the best beer that I have ever drunk. Khi nào dùng chữ that, khi nào không cần chữ that các anh chị? Cái này mình sẽ học sau nha. This is the best beer I have ever drunk. Mình không dùng không cần nói chữ that. Okay. Cái gì mà nó đứng antecedent nó đi liền tức thời đó thì không cần dùng chữ that. Mình đã hiểu rồi, mình không cần dùng chữ that. This was the worst film he had ever seen. Để coi webcam cái đã. Tính coi webcam tắt rồi. Very good. Okay, very good. Hay là ever never. Never ever. I have never drunk better beer. I have never met a kinder man. I go separate. Tôi chưa bao giờ uống cái bia nào nó ngon hơn cái này. Tôi chưa bao giờ gặp một cái người đàn ông nào tử tế như vậy. Thế là câu này nghĩa là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì? Let's see. You are most kind. Có nghĩa là you are very kind. Bạn rất là tốt. Yeah, you are very kind.
The weather is getting colder and colder. Colder and colder. Warmer and warmer. Harder and harder. Cái gì vậy? Thời tiết thì càng ngày càng lạnh hơn. Mình dịch như vậy. Or less and less. Okay. À, không dám dạy đâu. Cái English này nó không phải là cái my major nha các anh chị. Này biết gì chia sẻ thôi, okay. Biết gì chia sẻ thôi, không phải cái ngành của tụi mình, okay. Nên không dám nói chữ dạy đâu. Dạy thì dạy, music thì dám dạy. Okay. Ai muốn học music thì tụi mình mới nói dạy. That's my job. Còn cái này chỉ là chia sẻ các anh chị chơi vui thôi. Okay. Ai học được thì tốt. Ok, câu này nha, câu này nha. He became less and less interested. Cậu ta càng ngày càng càng gì các anh chị? Càng càng gì? Cậu ta càng ngày càng trở nên nhàm chán. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Hiểu hiểu kém thú vị nghĩa là gì? Ít thú vị nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Hả? No, hiểu rồi nhưng mà cậu ta không có hấp dẫn nữa. Ok. Very good, hương bụi. Mình phải hiểu như vậy đó. Cậu ta càng ngày càng hết hấp dẫn với mình rồi. Ổng muốn cậu ta hết hấp dẫn, hết lôi cuốn mình rồi. Okay, là cái gì? Okay, hết hấp dẫn rồi. Okay, summer form. Có nhiều cái tỉnh từ nó go by a group, a clause hay là a phrase. Okay, we were a lot more careful this time. Okay, nguyên một cái group đó là tỉnh từ, right? Mình gọi nó là adjective, tại vì nó đi theo cái động từ to be, phải không các anh chị? Nó là adjective phrase. Hay là câu này: He works a lot less carefully than the other jeweler in town. Ông ta thì làm việc a lot less là gì? A lot less là bất cẩn, rất là bất cẩn, nhiều cẩu thả đó, hơn là những cái người mà làm về làm nữ trang khác. Đây là câu này, nó đi trong một cái phrase: He liked his work so much better. Ông ta thích cái công việc của ông ta rất là nhiều. Câu này nghĩa là gì các anh chị? You'll get your watch back or the faster. Nghĩa là gì? Time is it? We have 30 more minutes left.
phải đâu. Your watch là cái đồng hồ đeo tay. Chị vào óc tưởng tượng quá đi. Câu này nghĩa là gì hả? No. No. Câu này có nghĩa là cái đồng hồ của mình bị hư á, biết không? Ok, mình đem cái đồng hồ đi sửa. Và cái ông thợ, ông sẽ nói với mình như vậy nè. Ok, ông sẽ nói với mình như vậy nè. Yeah, nghĩa là tôi sẽ sửa cái đồng hồ cho bạn rất là nhanh. Ok, ông sửa đồng hồ tôi bao lâu vậy? Tôi cần đồng hồ, mời tôi đi thi, tôi cần đồng hồ. Thí dụ như vậy đó, thì ông sẽ nói cái câu này. Thế mình phải hiểu nó như vậy. Đồng ý không nè? Hey, that's the way they say it. You get your watch back all the faster. Rất là nhanh, tôi sẽ sửa cái đồng hồ cho bạn rất là nhanh. Ok, nghĩa là tôi sẽ đưa lại, sửa rồi đưa lại, phải không? Sửa là đưa lại. Ok, next one. Cho anh Danny. Cái câu này nghĩa là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì? Oh, I better capitalize. Trong bài không có somewhat better. Sorry. Somewhat better. Okay, the weather this week has been somewhat better. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Cái thời tiết tuần này thì có vẻ Yeah, that's right rồi. Có phần nào tốt hơn? Thấy như vậy. Còn câu này, mấy cái câu này hay phải không các anh chị? Mấy câu này hay phải không? Summer. Thay vì mình nói là has been better, and that's somewhat better, right? Next one. Ai thèm cục dê hả? Ai thèm cục dê hả? Cục dê rõ ràng bị người ta bắt tại chợ, chối nữa tại Linh. Ok, câu này nha. He arrived a whole lot sooner. Oh, let me capitalize. Okay. A whole lot. Thấy không? A whole lot. Yeah, sooner. Ok, câu này nha. Câu này.
Mi capital cho các anh chị thấy rõ hơn. Okay. Đâu phải xuất hiện rất nhiều đâu. Câu này nè. Let me delete the period. He arrived a whole lot sooner than we expected. Yeah, ông ta đã tới sớm hơn nhiều. Sớm, à, rất là sớm hơn là chúng ta mong đợi. Không phải sớm hơn chúng ta nhiều. Ông ta đã tới sớm hơn là chúng ta mong đợi. Và sớm hơn cái dự tính của chúng ta là khái gì vậy đi. Và ông ta đã tới sớm hơn là chúng ta mong đợi. Rất là sớm, đại khái ông ta tới sớm hơn. Câu này nha. A heck of a lot better. A heck of a lot better. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Mình phải capital cho các anh chị thấy. Thành ra nó là nguyên một cái mệnh đề, nó là adjective, okay? Gọi nó là adjective là. Cứ quên cái period của đó, nó là một cái tiếng đệm á, okay, một cái tiếng đệm á, cái tiếng đệm không biết dịch sao, đó là một cái tiếng đệm á, và nó không có nghĩa gì hết, nó là một cái tiếng đệm diễn tả cái emotion của mình á. What the heck? Có thể là nó là tốt quá mình cũng nói được hết, hay là xấu quá mình cũng nói được hết. What the heck you are? Cái tiếng này nó không có được good cho lắm, ok? Không cho good cho lắm, ok? Nên chị nghe nói what the hell, chứ không phải là hell nha. Rồi Việt Nam mình nghe chạy chạy mình tưởng là what the hell, ok? Hell, okay, hell, chứ không phải là hell. Thế chị nhiều khi mình nghe chạy chạy rồi cái sao mình tưởng nó như vậy, giống như là ở trong này giống như là mình gặp một cái nickname nào đó cái sao mình khoái khoái đúng không, mình nói chứ can I ép your nick, can I ép your nick, ép đúng không, ép ép cái gì mà ép, ép dầu em mở, ép cái nick nhỏ lại hả? Cái gì mà ép? Add, ok, yeah, add, ok. Bởi vì các anh chị khi mà các anh chị đọc cái âm A đó, các anh chị nhớ hả miệng ra. Các anh chị không hả miệng, các anh chị đọc là F. Thế sao làm cho người ta nghe chạy chạy, người ta tưởng là F, ok, không phải là F, mà cũng phải là F, mà là add. Nếu mà các anh chị nói đúng thì đâu có ra chứ chữ F đâu, phải không? Cái này F vô nick, cái này F vô nick có nghĩa là tôi có thể ép cái nick bạn nhỏ xíu không? Ép còn tờ giấy thôi. Tôi có thể ép cái nick của bạn nhỏ trở lại không? Cái gì vậy? Ok. Add please. Không phải là ép nữa mà cũng phải ép nữa. Ok, trở lại bài nè. Trở lại bài. Thôi làm để em cho anh được vào phòng mới dùng bài thoát hay không.
Em cho nhiều form. Okay, sunshine là kiến xác với sunshine. Các anh chị add cái nick này nha. Không phải ép nha mà add please. Add nha chứ không phải ép nha. Các anh chị PM cái này chắc người đẹp quá. Okay, PM cho cái nick này chỉ cho cô ta làm cách nào vô phòng đi please. Dạ tí mi mà spend time thì nó mất giờ. Cô ta nói cô ta mới chơi, mới vào Pal Talk thành ra không biết không biết cách sử dụng. Hay còn cách nói khác nữa nha. I don't know. Không biết. Ok. Chắc tình cờ cô ta vô room nói là đây đó. Và bây giờ cô ta muốn trở lại cái room này, cô ta không biết làm sao. They are doing the very best they can. Let me capital that one then. The very best. Okay. Nghĩa là câu này nghĩa là gì các anh chị? I don't know, người Việt mà, người Việt. I don't know. She PM me. They're doing the very best they can. Câu này nghĩa là gì các anh chị? Yeah, họ đang làm một cách rất là tốt. Phải không? Họ đang làm một cách tốt nhất, rất là tốt nhất mà họ có thể. Very là very là thôi không biết gì đâu, không biết nói nhiều quá hồi lộn xộn. Cái này hay nè các anh chị. Let me do this. Ok, bữa nay hả? Bữa nay mình không có làm bài tập nha các anh chị. We don't have enough time for the for doing the exercise today. Ok. We're going to do it tomorrow then. Hôm nay mình học cho hết cái bài text này xong đi. Rồi ngày mai mình làm bài tập. Phải không? Yeah, we don't have enough time. We only have 15 more minutes left then. The most. Okay, and the better. The better. And my father. Hỏi hai cái gì thôi. Đây là cái cách nói mà thường thường mình ưa nói đó các anh chị. Need a very in that sentence. Yeah, cần cái very đó là để nhấn mạnh. Ok, bây giờ nói cho nghe nè. Dịch câu này nha, English learner. Try. Okay. The very next key to the left. Nghĩa là gì? Cái này rất là cần chữ very. Thay vì mình nói try the next key to the left, mà mình không nói, mình phải để cái very vô.
Có anh chị nào học music không? Câu này nghĩa là gì? Try the very next key to the left. Có anh chị nào học music ở trong room không? Có anh chị nào biết đàn piano trong room không? Hả? 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 Cái key chứ không phải là cái khóa. Trên cái đàn piano nó có cái key màu trắng, cái key màu đen phải không? Cái key gọi là cái phím hả? Nếu mình không biết dịch là cái gì, cái key. Có những cái key màu trắng, cái key màu đen á, gọi là cái phím hả? Cái đó gọi là cái phím hả? Phím trắng, phím đen hả? Ok. Tại sao đây gọi là very next key? Tại vì cái phím trắng nó nằm ở phía dưới, còn cái phím đen nó nằm ở phía trên, phải không? Phải không? Thường thường đó, ít khi nào mà mình dùng cái phím đen lắm, ngoại trừ khi nào mà mình doing the sharp side hay là the flash side. Có nghĩa là sharp với flat là dấu thăng á, phải không? Sharp là thăng, còn flat là giảm, phải không? Phải không? Giảm á. Right? Phải không nè? Thì nếu mà mình không nói là very next key đó, thì học trò nó sẽ đánh cái key màu trắng. Tại vì cái phím màu trắng nó dính 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 liền với nhau, phải không các anh chị? Nó dính liền với nhau, phải không? Nếu mà các anh chị nào thấy cái đờn piano đó, phải không? Không biết thì Google nó đi. Google nó piano image đó. Là các anh chị sẽ thấy liền. Đây là cái keyboard đó. Thôi đi, bỏ qua cái này cho rồi đi. Các anh chị không ai biết gì âm nhạc hết trơn đó. Chán thì thôi. Mà nói cho nghe nè, ok. Nói cho nghe nè. Các anh chị nên học âm nhạc, ok. Khi mà mình học âm nhạc đó, làm cho cái con người của mình nó tremble hơn, nó hiền dịu hơn, ok. Các anh chị biết người ta dạy súc vật đó, ví dụ người ta dạy mấy con cọp rồi này kia, mấy con sư tử rồi này kia đó, thường thường người ta cho tụi nó nghe nhạc, ok, làm cho nó sẽ hiền hơn á, thì nó không có dữ, nó đang lên cơn dữ cái sao mình dặn nhạc lên tự động cái sao nó hiền thiệt má. Tỉ mi có dạy cái cô bé đó biết không, cô có con chó, mỗi lần mà kiểu mi dạy cô bé đó đờn, cái con chó nó lợi nó nằm im, lần nào cũng vậy, 10 lần hết 10 lần nó lợi nó nằm im, nó nghe đó các anh chị, nó nghe nhạc đó. Nó nghe nhạc á, thiệt á. Thành ra các anh chị mà có nên học nhạc, khi học nhạc rất là vui, rất là thích đó. Ok. Và nhất là Angry Tiger nên học nhạc, ok. Angry Tiger. Ok, very next key. Có nghĩa là nếu mà không nói cái chữ very ở đây thì họ sẽ đánh cái key nearest key là cái key màu trắng. Tại cái key màu trắng nó dính 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 liền với nhau. Cái key màu đen nó nằm ở phía trên kế cái key màu trắng, nhưng mà nó nằm ở phía trên. Ok, nghĩa là nó nằm chính giữa hai cái key màu trắng. À, nếu mà mình không nói chữ very đó thì họ sẽ đánh cái key màu trắng, cái key kế to the left là bên tay trái, là nói về cái flat đó, nói về cái dấu giảm đó. Ok. Thành ra nhiều khi mình phải nhấn mạnh cái chữ very. Thành ra thay vì mình nói là I'm doing my best hay là they doing the best they can, thì họ thêm cái chữ very ở trong đó là biết là cái người này đã cố hết sức rồi. Ok. Đã cố hết sức rồi. They're doing the very best they can. Còn nếu mà chỉ nói là they're doing the best they can thì cũng chưa có hẳn là hết sức nữa. Cái chữ very là để nhấn mạnh thêm nữa. Okay. Không còn cố gắng hơn được nữa. Khá như vậy.
Thêm một cách nói khác, of all the wine produced in Connecticut, I like this one the most. Nhấn mạnh cái chữ the most. Hay là câu này, mấy câu này rất là hay đó các anh chị. I like this one the most, là tôi thích cái này nhất, phải không? Tôi thích cái này nhiều nhất. The quicker you finish this project, the better. Bạn xong cái này càng nhanh càng tốt, thấy như vậy. Okay, let's see what else. Okay, I think that's it for today. Bây giờ summary trước khi mình dismiss nha, để mình ôm lại cho các anh chị. Mình chỉ ôm cái comparative and cái superlative only, okay? Bạn làm xong cái project nghĩa là cái gì mà người ta đưa ra để mình làm đó, cái gì, cái dự án, và cái dự án càng nhanh càng tốt, okay? Cái dự án, cái đồ án hay cái dự án, tưởng nói cái đồ ăn. Em đi thay rồi, tưởng nói cái đồ ăn làm cho mình đói bụng. Okay, summary. Không được gì ta. Ôm lại rồi ngày mai mình làm bài tập nha các anh chị. Hôm nay mình không có đủ giờ. Okay. Nếu mà tính từ ngắn á thì mình sẽ thêm ER. Regular comparative and in ER for one syllable, or start with more or less for two or more syllables. Thí dụ, shorter, short, shorter, one syllable. Charming, more or less charming. Nếu là tính từ dài thì mình sẽ có chữ more or chữ less. Là three syllable. Thì wonderful, more or less wonderful. Bây giờ cho superlative. Thêm est for cho tính từ một âm. Yeah. Start with more or less for tính từ hai hoặc nhiều âm. Example. Short, solid. I mean solid. One syllable and charming. Yeah. Charming, more or less charming, and same thing, wonderful, more or less wonderful. Okay, cho tính từ bất quy tắc, nó không có theo luật gì hết trơn, right? Thì mình phải thuộc lòng. I forget to post this.
Thí dụ như là cho nó gần gần chút xíu đi. Yeah, good, better and best, but the worst and worst. Em nhớ cái những cái tỉnh này này không có thể so sánh hơn hoặc so sánh nhất gì hết trơn. Những cái tỉnh từ perfect cái gì vậy? Okay, that's it for today. Còn có những cái trường hợp, những cái tỉnh từ mà nó nằm trong một cái phrase thì mình phải thuộc lòng thôi. Thì mình mới vừa mention ra, hay là những cái tỉnh từ mà nó dùng chữ ace and ace, ace hay là not ace hay là not so hay là not so ace, đại khái như vậy. Ok, là giả vậy, là giả là gì? Non-readable adjective nghĩa là gì? Non-readable, give me example please. Nghĩa là nó không có tính từ mà nó không có không có cấp bậc á hả? Phải không? Không có cấp bậc đấy thì giống như mấy cái tỉnh từ tiểu mi mới giờ mention lên đó. Non-readable có nghĩa là không có cấp bậc. Có nghĩa là mình không có so sánh được, không có so sánh hơn hay là không có so sánh nhất gì hết trơn. Thế thấy như vậy. Và không so sánh được giống như mấy cái tỉnh từ tiểu mi như mới vừa post ra đó. Không được dùng chữ more, chữ less, hoặc chữ er hay chữ est. Cái gì vậy? Readable là cấp bậc. Ok, and that's it for today. We only have 4 minutes left, right? Còn có 4 phút nữa thôi. And we should dismiss now. And I'll see you tomorrow for the exercise, okay? Ngày mới gặp các anh chị, ngày mai mình sẽ làm bài tập, và ngày mai bài tập có rất là nhiều. Ok, có rất là nhiều. And that's it. And chúc các anh chị ở bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác một ngày mười đêm bình an vui vẻ. Gặp lại các anh chị ngày mai nha. Nhớ ngày mai vô làm bài tập nha. Và ngày mai gặp các cục nợ. Thôi đang ho thì thôi, ho thiệt là nhiều luôn á. Tính bữa nay nghỉ rồi mà, nghỉ các anh chị đợi, thành ra thôi ráng vô. Cục nợ đáng yêu. Ok bye các anh chị ngủ ngon nha. Gặp các anh chị ngày mai. Anh gửi mai lại cho các ớt nha.